các bạn đến với video bonus ngày hôm nay nhé. Video bonus ngày hôm nay của mình thì với chủ đề đấy là thông điệp tình yêu dành cho những bạn độc thân. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3, hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài ở đây. Thực sự là cũng không còn gì để cho mọi người chọn ấy. Mình biết có cái này. Bút nha, chọn bút nha. Rồi. Một, hai, ba. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài ở đây với hình ảnh những chiếc bút để xem là thông điệp dành cho những bạn độc thân ở đây là gì nhá. Tình yêu. Thông điệp tình yêu dành cho những bạn độc thân. Rồi, lựa xong chưa ạ? Xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nhá. Rồi, tụ này tới công chuyện. Chào các bạn, số 1 và đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó chính là thông điệp tình yêu dành cho những bạn độc thân. Người mà bạn sẽ gặp tiếp theo ở đây, tức là cái người tiếp theo mà đến với bạn ấy, mình không biết là khi nào nhá. Nhưng mà nói chung là có thể là gọi là ứng cử viên tiếp theo của bạn sẽ dễ là cái người mà đi đến hôn nhân với bạn. Tức là mối tình tiếp theo đấy, dễ là người đi đến hôn nhân với các bạn. Cái mùi của cái đám cưới ở đây nó rất là mạnh mẽ nhá. Cái mùi của cái sự lập gia đình ở đây nó rất là mạnh mẽ này. Đó, và có thể là cái chuyện này nó nhanh hay nó chậm, tức là cái chuyện mà các bạn kết hôn với nhau ấy, nó nhanh hay nó chậm ấy, thì mình nghĩ là nó đôi lúc nó sẽ phụ thuộc vào việc là các bạn có bầu sớm hay là có bầu sớm hay là có bầu muộn, kiểu như thế. Tức là nhiều khả năng một số bạn có thể sẽ có em bé, sau đấy là bắt đầu là quyết định kết hôn. Đó, tức là em bé sẽ trở thành một trong những cái động lực giúp cho các bạn đi đến một cái quyết định kết hôn ở đây. Đó, hoặc không ấy, trường hợp nữa, ngay sau khi các bạn kết hôn các bạn sẽ có em bé ngay. Đó, có thể là cũng không hẳn là chủ động trong chuyện này đâu. Nó cũng đến kiểu giống như là dạng bất ngờ thôi. Thế nhưng mà cái duyên nó đến ấy, thì đột nhiên nó đến nó ập đến thôi. Còn trước đấy có thể là các bạn thấy là mình, bản thân các bạn là cứ bị kiểu như là ê sắc ế đấy. Độc toàn thân, thân toàn độc đấy. Nghĩ là thôi chắc ở vậy rồi, hoặc là không tìm được ai phù hợp rồi. Mà đột nhiên ập đến một cái, thế là cái nhân duyên này nó vừa đem đến cho bạn một cái gia đình, một sự kết hôn, một sự cam kết, và nó lại còn vừa đem đến cho bạn những cái đứa trẻ nữa, những đứa con nữa. Đó, thì mình thấy rằng là cái mình cảm nhận được là cái sự kết hôn này nó, bởi vì là nó cũng đột ngột ấy, là cái thứ nhất ấy. Thế cái thứ hai đó là có thể là nhiều người cũng kỳ vọng và mong chờ cái điều này trong cuộc sống của các bạn, như là bố mẹ, họ hàng hoặc là những người xung quanh ấy, kiểu họ cũng cổ vũ cái điều này ấy. Cho nên là mình có một cảm nhận là cái đám cưới này sẽ rất là vui, nhận được sự đồng thuận, sự chúc phúc từ tất cả mọi người. Thì đấy là cái điều mà mình thấy ở đây thôi. Còn các bạn kết nối với nhau như thế nào, mọi thứ nó ra sao thì mình không quá rõ. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là như thế này này. Cho dù là các bạn có vội như nào đi chăng nữa thì hãy cố gắng để mà đặt bản thân mình ở cái trạng thái sẵn sàng nhất thì hẵng đưa đến những cái quyết định to lớn, vì đây là những quyết định quan trọng trong cuộc đời các bạn. Nó vui lúc này nhưng lúc sau là có vui hay không thì chưa biết, cái đấy mình cũng không biết. Nhưng mà mình sợ cái là các bạn bị vội thôi. Đó, và đặc biệt là mình mong muốn rằng là các bạn hãy kết hôn hay là sinh con đều ở trong một cái trạng thái mà các bạn đã thực sự mong muốn điều đó rồi, chín chắn với điều đó rồi nhá. Thì đấy là số 1 ạ. Đến với số 2. Rồi, nhân vật tiếp theo mà dụ bài số 2 sẽ gặp ở đây, đây là thông điệp tình yêu dành cho những bạn độc thân. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây là trải bài chung, có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì mình thấy là bạn sẽ gặp một nhân vật. Người này thì họ có thể là người nhỏ thuộc nhóm lửa, bạch dương nhân mã sư tử. Nếu như mà không thuộc cái nhóm này á, thì có thể là trong là số chiêm tinh của họ sẽ có khá là nhiều cái cung lửa ở đây. Đấy, bởi vì trong là số chiêm tinh nó sẽ có mười mấy nhà cơ. Đó, tương ứng nó lại là một vài cái một vài cái
cái sao cơ. Đó, cho nên là cái cung hoàng đạo bình thường ấy của họ ấy, nó không nói lên tất cả được. Thì đối với cái tụ bài này mình thấy được rằng là bạn sẽ gặp một nhân vật, và cái người này á sẽ có một cái kết nối mà thấu hiểu bạn, có sự thấu hiểu bạn, có sự chia sẻ với bạn từ trái tim đến với trái tim này. Và ở đây họ cũng khẳng định với bạn, vũ trụ khẳng định với bạn rằng là mối quan hệ này an toàn để cho các bạn yêu. Người này mình cho mình một cảm giác gì đấy nó rất là vững chắc, quyết đoán, họ thiên về hành động. Tính cách của họ cũng rất là nhiệt huyết. Tức là họ sẽ sẵn sàng làm này làm kia để thể hiện tình cảm đối với các bạn. Họ trưởng thành rồi về mặt những cái suy nghĩ, hành động hay là cảm xúc của họ rồi. Tức là họ đã tương đối rất là trưởng thành rồi. Cho nên mình thấy là bạn sẽ thấy được cái sự bảo vệ và cái sự tin cậy. Người này sẽ cho bạn cái sự tin cậy. Ngoài ra thì người này cũng là một người rất là có sức hút nữa. Cho nên là các bạn bị thu hút bởi cái người này thì cũng đúng thôi. Đó. Đấy là số 2. Thực ra tụi này cũng không có gì nhiều để nói cả. Họ chỉ có một số những cái nét đặc điểm đó. Và nói chung là về cơ bản là cái mối quan hệ này là một mối quan hệ mà các bạn nên có cái sự trải nghiệm kết nối nha. Cũng muối ngon đấy. Rồi số 3. Rồi, tụ này thì cho mình một cái cảm giác gì đấy của một cái sự lãng mạn hơn một chút, tình hơn một chút. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trẻ bé chung, cho nên nó có thể đúng với bạn hoặc là không. Tại sao lãng mạn, tại sao tình ở đây? Thông điệp dành cho những cái bạn độc thân, tình yêu dành cho những bạn độc thân. Mình thấy cái mối quan hệ tiếp theo của các bạn là một người, sẽ có người đang đến với bạn đây này. Mà cái người này này thì họ có thể thuộc nhóm đất, Market Kim Ngưu Sử Nữ, hoặc nếu như không phải nhóm cung đó thì họ sẽ mang những cái đặc tính của những cái nhóm cung này đó ở trong lá số chiêm tinh của họ. Người này là một người có một cái nền tảng tốt về mặt sự nghiệp, nền tảng tốt thôi nhá, chứ người này chưa hẳn là sẽ giàu có hay là gì đấy đâu, nhưng mà cái mức độ phát triển của cái người này ấy, đang ở cái mức độ là khá ổn, mình nói là khá ổn. Người này và bạn sẽ có một cái kết nối soulmate với nhau, và sẽ có rất là nhiều những cái sự lãng mạn dành cho nhau ở đây. Nhưng mối quan hệ này sẽ không tiến triển nhanh, vì cái tính cách của cái người này á là chậm mà chắc. Họ thực tế, họ rõ ràng. Tức là khi họ chắc chắn về cái tình cảm của họ thì họ mới tính đến những cái chuyện như là tiến tới này, rồi là này kia các thứ. Đó. Cái người này cũng không thích sự vội vàng. Nếu bạn có sự tấn công hoặc vội vàng với người này, người này sẽ suy nghĩ lại. Đó. Các bạn nên cho nhau những cái khoảng thời gian để tìm hiểu nhau, để giống như là chạm vào những cái phần như là tâm hồn của nhau á, như là tinh thần của nhau, bên trong của nhau trước, hiểu nhau đã, rồi chúng ta tính đến những cái chuyện khác sau. Đó, thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận được cái sự ngọt ngào trong cái mối quan hệ này mà các bạn có được với nhau. Đó, cái người này thì mình cảm thấy là họ thực tế, dứt khoát, nhưng chậm mà chắc. Cũng không phải là một người quá là hoa lá hẹ hay là màu mè gì. Lãng mạn dạng như là xến sẩm hay là làm một cái gì đấy mà kiểu thể hiện bản thân gì gì đấy quá nhiều như kiểu trên mạng xã hội là không nhá. Người này có thể sẽ hơi kín tiếng một chút, nhưng mà thực sự là hai người rất là hiểu nhau đấy. Cái kết nối hai người rất là mạnh mẽ với nhau đấy. Đó, cho nên là hãy thử trải nghiệm với cái người này xem. Đó. Không biết là kết quả cuối cùng đi đâu về đâu ha, nhưng mà thấy vui rồi đấy, thấy tốt rồi đấy, thấy ổn rồi đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nha. Bye.